Vâng, chào tất cả các bác. Đây là con khủng long của Đờ Nông, CD Đờ Nông 3500 RG nha các bác. Đây là các bác thấy em này chạy 4 con DAC. Tiếng của dòng 3500 thì nó rất là nổi tiếng ở model là 3300 Gold rồi. Và con này là đời cao cấp nha, 3500 RG nha. Nói về dòng của Đờ Nông thì dòng mà có ốp gỗ piano cực kỳ sang trọng như thế này chỉ có 3500 thôi nha các bác. 3500 G rồi tới RG nha các bác. Rất là mới nha. Hàng sưu tầm cho tất cả các bác nha. Con này giá 20.500.000 khiển của nó nha các bác. Đây là bật ra này. Đấy. Mình muốn mở ra mình nhấn vào nút này là tự động nó chạy xuống nha các bác. Đấy. Nặng như 1 ly nha các bác, khoảng trên 20 kg nha. Mới thiếu thùng xốp nha các bác. Điện áp 100V. Những con này cực kỳ đáng chơi cho các bác nha. Các bác mà chơi những dòng amply Aquafire mà có hồi gỗ hay là những dòng mà amply Receiver có size lớn thì những con này phối ghép vô rất là đẹp nha. Về tiếng thì khỏi bàn rồi, tiếng hay lắm các bác. Tiếng dày dặn. Nghe những ca sĩ ngày xưa người ta đánh và những trung âm rất là hay luôn. Những con này về là từ nó đóng về rất là kỹ, tại vì nó là vỗ gỗ bóng piano nha. Đẹp trưng nước sơn khoảng rất là đẹp và bóng bảy luôn. Như những con Sansui 707, 907 hồi gỗ bóng lưỡng nha các bác. Đây rất là mới nha. Hàng sưu tầm tất cả các bác nha. Bác có lấy alo cho em nha. Thì 3500G thì đợt trước nó về hết rồi các bác. Giờ chỉ còn có RG thôi. RG là cao hơn. Những con này là về các bác rất là thích. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là hay. Trưng bày tuyệt vời, phối ghép nó cũng dễ dàng. Các bác thấy đồ đẹp này. Đây là bông hấp rồi. Đường tín hiệu vào là có 3 đường, đường ba lăng và đường AV, đường 2 đường Coaxial, đường quang. Điện áp 100V nha các bác. Cực mới nha. Rồi sau đây em kém điện vào test cho các bác cùng xem. Thì những dòng này nó chạy mắc từ các bác, tự đọc nhanh như Sony vậy đó. Vâng, thì đã có đĩa sẵn trong này luôn rồi. Bữa hàng về là em đã quay video cũng đã test cho các bác rồi. Cờ vô nhẹ nhàng êm ái nha. Nhận đĩa và sẽ đọc đĩa cho các bác. Bấm play nha. Em nét bài cho các bác nha. Đấy. Nét bài 12 bài, lên 12 luôn. Những con này thì em bao ship là 20.500.000 nha các bác. Bác nào mình chuyên con đủ thì em bớt 200.000 là còn 20.300.000. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên nha các bác, nghĩa là 10% giá trị sản phẩm. Thì em sẽ đóng hàng kỹ lưỡng đến tay tất cả các bác. Các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Bên em chuyên những sản phẩm hàng đấu giá cũng như là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng cho tất cả các bác. Rồi, bác nào yêu thích và sự điệp bóng bẩy và lộng lẫy, sang chảnh, sang trọng thì liên hệ cho em để sở hữu ngay con CD 3500 RG. Dòng cao cấp của hãng nha các bác. Đây là hai số điện thoại của em, các bác có thể liên hệ cho em qua hai số đấy và có thể kết bạn Zalo qua số 770227 nha. Số kia cũng có Zalo nhưng mà nó đầy rồi, kết bạn không được nha các bác. Rồi em chào các bác nha, tiếp tục video mới tiếp nha.